như nắng hồng ban mai phơn phớt má đào thiếu nữ, như sương trời lãng đãng mơ màng tỏa lan. Màu hồng, màu trắng ấy dịu dàng ướp hương trong một đài sen, tinh tế và trong trẻo, thanh bạch và thuần khiết. Biết diễn tả bằng ngôn từ như thế nào cho đủ về xúc cảm bình minh muốn tung cánh bay lên cùng ngàn cánh sen. Khi tiết trời oi nồng của mùa hạ, tiếng ve sầu kêu râm ran cũng là bắt đầu một mùa sen tới. Dưới cái nắng chói chang, những đầm sen trải dài ở vùng ven đô ngoại thành Hải Phòng tô điểm thêm cho sắc vàng của nắng, sắc xanh của mặt đầm là những đóa hồng liên nở rộ. Một làn gió nhẹ đưa hương sen quyện vào mùi ngai ngái của cỏ dại, mùi nồng nồng của nước ao ấp ủ dưới bùn suốt cả mùa đông để chờ những tia nắng tháng 6 gắt gao đánh thức. Đầm sen cũng vì thế phủ lên mình làn hương thanh nhã, người dân khắp nơi lại đổ về ngắm sen. Không gian tĩnh lặng, thanh thoát đến lạ lùng. Ở giữa khoảng hồ trống, một vài cánh sen nhẹ nhàng rụng xuống trên mặt nước như những chiếc thuyền con bồng bềnh. Hình ảnh các cô thiếu nữ đang e ấp như nụ sen hàm tiếu, rủ nhau ngắm cảnh hồ sen làm ta gợi nhớ hình ảnh người phụ nữ Việt Nam dịu dàng mà thuần khiết. Người Việt ta vẫn thường sử dụng các loài hoa để miêu tả vẻ đẹp của người phụ nữ, song hiếm có câu ca nào có vẻ đẹp và sức ca ngợi như câu ca: cổ tay em trắng như ngà, đôi mắt em liếc như là sao cau, miệng cười như thể hoa ngâu, cái khăn đội đầu như thể hoa sen. Sen dường như đã mang trong mình một bản thể tự nhiên, những cánh sen e ấp trong tay người con gái, hoa giản dị thanh tao, lưu luyến không lời. Xa xa là đám trẻ bên cầu ao, chúng đang tách từng hạt sen để thưởng thức. Nhìn ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn tò mò, mà thấy sao thương quá đỗi. Món quà từ hồi tấm bé, thế nhưng cái vị ngọt ngọt, hương thơm thơm ấy đã đi sâu vào ký ức của từng đứa trẻ Việt xưa. Nhìn từ góc độ nhân sinh, thì chúng ta thấy đó là sen mang những phẩm chất rất cao quý. Sen sống ở bùn, nhưng như người dân Việt đã khắc họa trong ca dao, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Từ gốc sen, thân sen, lá sen, đặc biệt là đến hoa sen và hạt sen, đó, nói tóm lại là toàn cây sen, là đều có thể là dâng hiến cho cái cuộc sống của con người. Tôi cho rằng sen cũng là như hình ảnh ẩn dụ của người dân Việt, của dân tộc Việt chúng ta. Đó là sức sống mãnh liệt, là sự bền bỉ, kiên cường để vươn lên thành hoa tỏa hương. Từ tờ mờ sáng khi ánh dương chưa le lói, thì những người trồng sen đã bắt đầu lội đầm để hái hoa sen và đài sen. Lúc này, hương sen chưa bị tàn đi, vẫn còn vẹn nguyên sự tinh khiết. Nhiều người cứ nghĩ hái sen là công việc dành cho phụ nữ, thế nhưng ở ngoài đầm toàn cánh mày râu. Công việc tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng cũng khá vất vả. Dậy từ tờ mờ sáng, thu hoạch sen chừng 2 đến 3 tiếng đồng hồ. Người trồng sen thường nở rộ trong 2 tháng hè, từ tháng 5 đến tháng 7, đem lại cho người trồng sen nguồn lợi của mùa thu hoạch. Khi giỏ đã đầy những đài sen trở về, thì những bà, những mẹ cũng đã chờ sẵn lâu rồi. Đôi bàn tay thoăn thoắt tách từng đài sen, những hạt sen xanh mướt, tròn lẳn, chứa đựng bên trong lớp nhân trắng ngần và ngọt lịm. Ngày nay, dù đời sống kinh tế khấm khá và cuộc sống được cải thiện, nhưng trong cả đời sống vật chất và tinh thần của người dân đất cảng, không gì thay thế được sen. Nhiều người dân Hải Phòng có thói quen cứ đến mùa là mua sen về cắm. Có người nói thường sen và mua sen cũng phải có duyên. Hoa sen có sức sống âm thầm nhưng mãnh liệt trong tâm khảm người Việt. Hoa sen không kén người thường, không cầu kỳ trong không gian cắm,
nhưng lại cần sự đồng điệu và lắng đọng của tâm hồn. Nhẹ nhàng, thanh thoát trong một chiếc bình gốm, dăm bảy bông sen cũng làm cho không gian trở nên thanh tịnh. Từ sáng sớm, những bó hoa sen đã được chở lên phố. Nhìn những bông sen còn đẫm sương mai, tỏa hương thơm ngát như đang mời chào. 10 bông gói trong một lá sen to thành một bó, 10-15 bó là thành một hàng hoa sen. Ở giữa lòng phố thị phồn hoa, chỉ còn những xe hoa với hàng bó lớn, những nụ sen còn bút, chờ tay người cắm vào bình gốm để rồi tỏa hương lặng lẽ trong một góc tâm hồn. Và biết rằng ký ức mình vẫn còn vẹn nguyên thời thơ trẻ, vẫn còn đâu đấy dư vị ngọt ngào của hình ảnh sen trong văn hóa cổ truyền. Từng đi vào Ca Dao như một vẻ đẹp đặc sắc của mỗi làng quê, ngày nay ở mỗi đầm sen là chốn thưởng thức thiên nhiên kỳ diệu và hiếm hoi còn sót lại. Không khí thanh sạch bởi được gió và muôn vàn tấm lá sen thanh lọc tinh khiết. Chính vì vậy, mùa sen đến, những đầm sen cả được kinh doanh thu vé lẫn mở cửa tự do lại nhộn nhịp bước chân của các nam thanh nữ tú. Nhiều bạn đơn giản chỉ để ngắm nhìn khung cảnh và hít hà đến no mùi sen thoang thoảng. Lại có những gia đình đưa con đến để ngắm cảnh và ghi lại những khoảnh khắc đẹp bên những bông sen hồng thắm như gia đình chị Ngô Thanh Huyền. Đầm sen ở xã Tân Tiến, huyện An Dương nằm khá xa trung tâm thành phố. Thế nhưng chị Huyền vẫn quyết định cho con tới bởi khung cảnh ở đây khá thơ mộng và thanh bình. Chắc chắn sẽ là một trải nghiệm thú vị cho các bé. Sở dĩ tôi cho con đi chụp sen bởi vì sen là một hình ảnh rất là đẹp, là biểu tượng của các loài hoa ở Việt Nam. Và trong cái thời điểm này là hoa vào mùa và rất là đẹp. Chính vì vậy tôi muốn lưu giữ những hình ảnh đẹp và ý nghĩa cho con. Thông qua việc chụp sen như thế này thì giúp các con có thể hòa mình với thiên nhiên và giúp con có thể biết thêm về một cái loại hoa. Rồi là cái cảm xúc khi mà các cháu đến đầm sen thì rất là thích thú. Khi smartphone, máy ảnh trở nên phổ biến, nhu cầu ghi hình, quay clip cùng mùa sen nở rộ đã trở thành phong trào với giới trẻ và cũng là niềm đam mê của các nhiếp ảnh gia. Họ đến đây từ đầu mùa, chịu khó tìm tòi những góc máy độc và lạ để cho ra đời những bức ảnh đẹp nhất về sen và thiếu nữ. Những đầm sen rộng ngoài sắc xanh mơn mởn của lá, sắc hồng tinh khiết của hàng ngàn đóa sen càng được tô điểm thêm vẻ hoàn hảo bởi tà áo dài, áo yếm của thiếu nữ. Khung cảnh ấy thật khiến người ta cảm thấy nao lòng, yêu thích. Hoa sen là chụp khó nhất, vì khi chụp hoa sen thì chúng ta cũng phải xem thời tiết và xem độ gió, rồi khi chụp thì chúng ta phải giữ máy sao cho nó chắc tay. Để được có cái khung hình đẹp thì mình cũng phải để cái tâm huyết, mình có những cái bức ảnh mình phải nín thở và giữ lâu cái thời gian thì mình mới chụp được cái bức ảnh đẹp. Còn với những người phụ nữ này, họ chưa có cơ hội ra đầm sen chụp ảnh nên chỉ có thể đến một quán nhỏ để thỏa mãn sở thích chụp hình của mình. Trong những chiếc áo dài thướt tha, các cô các chị đều có mong muốn được hòa mình với thiên nhiên, được ghi lại những khoảnh khắc đẹp làm kỷ niệm cho bản thân và bạn bè. Thực ra có một cái niềm đam mê và một cái sở thích đặc biệt luôn với nó, bởi vì nó gắn liền với tên của mình mà. Thứ hai là thích cái mùi hương của hoa sen. Thế mình thì hay theo bạn bè, rủ các bạn bè đi chụp ảnh và đa số là mình chụp cho mọi người. Thì cứ mỗi lần mà chụp sen ấy thì đến rất là sớm để ngồi ở giữa cái đầm sen bát ngát ấy và ngắm và thưởng thức cái mùi sen và ngắm cái cánh đồng sen ấy trước đã. Rồi sau đó rồi mới chụp ảnh cho mọi người và tìm góc. Đấy, cho nên là cái nói thật sự là cái tình cảm với hoa sen thì không thể diễn tả hết được. Sen đẹp, điều đó khó ai có thể phủ định. Những bông hoa ủ ngàn hương trong lớp cánh hồng vừa hé mở lấp ló sau rừng lá. Khi nắng mai lên, hoa nở sớm, mùi hương theo gió lan xa. Đây là thời điểm sen tỏa hương thơm nhất, là lúc thích hợp để ướp trà. Trà sen trở thành một tinh thần đặc trưng của văn hóa trà Việt, mang trong đó nhiều triết lý nhân sinh sâu sắc. Bạn cứ thử tưởng tượng xem. Vào mỗi đêm trăng thanh vắng, người thiếu nữ ra hồ hái những búp sen hàm tiếu, rồi mang về, bỏ trà vào và dùng sợi cỏ cột lại. Sáng hôm sau khi mặt trời còn chưa tỏ,
thiếu nữ lại lấy những bông sen đã ướp trà bên trong đem về để pha. Thật lãng mạn, phải không? Ở Hải Phòng có một quán trà nhỏ mà ở đó chủ nhân dùng chính sự tinh tế và tỉ mỉ của mình để ướp từng ấm trà cho thực khách. Cứ vào sáng sớm của mỗi mùa sen, chị Hoàng Nguyên lại cẩn thận chọn những bông sen thơm nhất để ướp trà sen. Lúc này, người làm trà sen như chị Nguyên phải thật khéo léo, tách từng cánh sen ra rồi cho trà vào, sau đó gói chặt lại để hương sen không bị theo gió bay đi. Sau một ngày đêm, khi sen rộ sắc hương thì cũng là lúc trà đượm nhất hương sen. Đây là phương pháp ướp trà thủ công nhưng khá cầu kỳ, nhiều công đoạn, nhưng qua đôi bàn tay khéo léo và cái tâm mến khách của chủ quán mà trà sen trở nên thơm ngon đặc biệt. Cũng bởi thế, trong tiết trời vào hạ oi nồng, bên bình hoa sen đang nở rộ, cùng những người bạn tri kỷ quần ẩm bên ấm trà sen, quả là những phút giây thư thái và ý nghĩa biết nhường nào. Thưởng thức trà sen phải thật tinh tế và tỉ mỉ mới có thể cảm nhận được hết cái thanh tao và ý nghĩa của từng chén trà. Sở thích của chúng tôi là cứ đi đầm sen chụp ảnh này, hay là đi vào những cái quán trà mà nó có cái ướp hương sen ấy, nó ngồi với nhau, nó tĩnh lặng, xong rồi mùi sen nó ngăn ngát, rồi chúng tôi rất là thích. Buổi sáng tinh mơ hay buổi chiều mát mẻ, lúc hương thơm dịu mát và tinh khiết của sen lan tỏa khắp không gian cũng là thời điểm ngắm sen đẹp nhất. Nắng chiếu đến đâu, sen mở lòng mình đến đó, đón gió, đón nắng, đón cả một bình minh ùa vào hương nhụy. Sen vươn cao kiêu hãnh mà khoe sắc, tỏa hương, cái sắc đẹp nhất, thứ hương thơm thanh khiết nhất của mình. Chẳng biết từ bao giờ sen mang đến cho Hải Phòng cái dịu dàng, nếu bước chân du khách chẳng muốn rời đi. Nếu ai đó đã có lần đắm mình trong sắc đỏ của hoa hồng, sắc màu của xúc cảm sâu thẳm trong hồn, thì sẽ càng yêu cái chân chất giản dị của những đóa sen, không rực rỡ đậm hương nhưng vẫn luôn làm đẹp cho đời, cho tinh thần dân tộc Việt Nam. Sen mỗi mùa dường như mỗi khác, sen mùa sau dường như thắm hơn sen mùa trước, không chỉ ở ngào ngạt hương sắc mà còn ở đôi mắt người nhìn đã thêm trải nghiệm, ở sự cảm nhận người đã thêm sâu sắc. Bởi sen không chỉ đẹp ở những bông hoa mà đẹp ở trong mọi giá trị vật thể và phi vật thể mà cha ông ta đã để lại cho đến ngày hôm nay.